Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng xem một siêu phẩm của nhà sản xuất xe hơi Hyundai nhé. Ấn tượng và bất ngờ. Hãy thắt dây an toàn, những người thích cảm giác mạnh và những người đam mê công nghệ, vì bối cảnh ô tô vừa được điện khí hóa với ION IQ5N mang tính cách mạng. Siêu xe điện này không chỉ phục vụ cho mục đích di chuyển, đó là bản giao hưởng của sức mạnh, tốc độ và công nghệ tiên tiến. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn điều gì đã khiến ION IQ5N trở thành người thay đổi cuộc chơi. Sao 1, cú sốc sức mạnh, sự thống trị của động cơ kép. Dưới mui xe, ION IQ5N uốn cong cơ bắp với thiết lập động cơ kép. Động cơ phía trước tạo ra công suất 166 kW, 226 PS, trong khi động cơ phía sau đẩy nó lên một tầm cao với công suất đáng kinh ngạc 282 kW, 383 PS. Khi các lực này kết hợp lại, bạn sẽ có được tổng công suất đáng kinh ngạc là 448 kW, 609 PS. Sử dụng chế độ tăng tốc và bạn sẽ được đưa vào một không gian khác với công suất đáng kinh ngạc 478 kW, 650 PS. Sao 2, trái tim quái thú, pin 84 kWh. Cung cấp năng lượng cho con thú này là một cục pin 84 kWh, đảm bảo rằng ION IQ5N không chỉ hoạt động như mơ mà còn đi xa hơn theo đúng nghĩa đen. Sao 3, tiếp nhiên liệu nhanh chóng, sạc trong chớp mắt. Sạc lo lắng, không phải với ION IQ5N. Kết nối nó với bộ sạc 350 kW và xem pin tăng từ 10% lên 80% chỉ sau 18 phút trong điều kiện tối ưu. Điều đó nhanh hơn việc lấy món ăn nhẹ yêu thích của bạn. Sao 4, kiểu dáng đẹp và rộng rãi, kích thước để gây ấn tượng. Với chiều dài 4715 mm, chiều rộng 1940 mm và chiều cao 1585 mm, ION IQ5N kết hợp giữa tính thẩm mỹ kiểu dáng đẹp với sự thoải mái rộng rãi. Chiều dài cơ sở 3000 mm đảm bảo cảm giác lái êm ái, ổn định như đang lơ lửng trên không. Sao 5, bám đường, lốp Pirelli P0 275/35R21. Với lốp Pirelli P0 275/35R21, ION IQ5N bám chắc trên đường, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và độ an toàn. Sao 6, phanh chính xác, dừng ngay lập tức. Hệ thống phanh cũng ấn tượng không kém, bao gồm thiết lập 4 piston 400 mm ở phía trước và thiết lập 1 piston 360 mm ở phía sau. Thêm hệ thống phanh tái tạo và bạn sẽ có được khả năng dừng chính xác giúp xác định khả năng kiểm soát. Sao 7, tăng tốc như tên lửa, không lên 100 km/h trong 3,4 giây. Tăng tốc từ không lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây ở chế độ tăng tốc sao và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. ION IQ5N không chỉ nhanh, đó là một trải nghiệm tốc độ nhanh. Sao số 8, phạm vi thách thức giới hạn. Lo lắng về phạm vi, đừng sợ. ION IQ5N ước tính có phạm vi hoạt động khoảng 450 km theo tiêu chuẩn WLTP, đang chờ xác nhận tương đồng cuối cùng. Sao 9, một kiệt tác thị giác, tính thẩm mỹ ở mỗi xứ Huế. Với các màu ngoại thất như Performance Blue Matte, Urbis Black Pearl và Sotronic Orange Pearl, cùng nội thất được trang trí bằng màu đen với các điểm nhấn Performance Blue, ION IQ5N không chỉ là một chiếc ô tô, đó là một kiệt tác trực quan khiến mọi người phải ngoái nhìn trên đường. Tóm lại, ION IQ5N không chỉ là một chiếc xe điện, đó là một lời tuyên bố với thông số kỹ thuật đột phá và thiết kế ấn tượng. Nó đang dẫn đầu xu hướng điện khí hóa trong tương lai của ngành ô tô xuất sắc. Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi định nghĩa lại ý nghĩa của việc ngồi sau tay lái.